Mục tiêu sống. Kính chào cả nhà, con trai mình hỏi. Ba ơi, lớn lên con phải làm gì? Có phải mục tiêu là kiếm được càng nhiều tiền càng tốt và phải phấn đấu để có được quyền cao chức trọng phải không ba? Đa số người ta sẽ làm thế đó con, nhưng theo ba thì chưa hẳn làm như thế là tốt nhất đâu con ạ. Con hãy nghe ba trả lời bằng bài thơ Lục Bát nhé. Mục tiêu sống. Ba mong con sớm trưởng thành, bây giờ con hãy học hành chăm ngoan, nhớ đừng quỵ lụy giàu sang, quyền uy chớ sợ cơ hàn chớ khinh, cuộc đời khổ bởi vô minh, cho nên con hãy tự mình bước đi, tự tin mà chẳng tự ti, cũng đừng tự đắc cả khi thắng người. Con ơi, đạo đức làm người, không làm mình khổ, khổ người, chúng sinh, trên đường phá bỏ vô minh. Sáng dần trí tuệ đời mình đó con. Vô minh là gì hả ba? Ừ con, trưởng lão dạy, vô minh là sự hiểu biết theo tâm ham muốn của mình, tức là tâm ái dục. Vô minh là sự hiểu biết đối với các pháp không đúng như thật, hiểu biết một cách lệch lạc thiếu khoa học, hiểu biết theo chủ quan thiếu thực tế và cụ thể, hiểu biết trong các pháp đối đãi, hiểu biết trong hạn hẹp và hiểu biết bằng tưởng tượng vân vân. Nói chung, cái hiểu biết bằng trí hữu hạn của con người là vô minh. Ba cho con hỏi thêm, đạo đức làm người là đạo đức gì vậy ba? Đạo đức làm người là đạo đức nhân bản nhân quả giải thoát mà Đức Phật tìm ra và đã được Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc dựng lại đó con. Vậy đạo đức này có khác đạo đức con học trên trường không? Còn đạo đức nào khác nữa không ba? Con đặt câu hỏi hay lắm. Khác đó con. Đạo đức con học trên trường là đạo đức của thế gian chưa được đầy đủ và chưa xuyên suốt theo con đường chân lý của loài người. Còn đạo đức nhân bản, nhân quả là đạo đức không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sinh, là một nền đạo đức tuyệt vời dạy cho con người đi đến chỗ an vui, hạnh phúc mà không một nền đạo đức nào trên thế gian sánh được. Còn đạo đức làm thánh sẽ tiếp theo đạo đức làm người chỉ dành cho người xuất thế gian, tức là người đủ duyên xuất gia làm thánh tăng, thánh ni. Dạ, vậy là học đạo đức làm người chính là đạo đức nhân bản, nhân quả và học đạo đức này và thực hành theo thì sẽ phá bỏ vô minh và sáng dần trí tuệ đúng không ba? Đúng rồi con trai. Dạ, vậy ba cho đọc sách đạo đức làm người nghe ba. Tất nhiên rồi con trai, tốt lắm. Cảm ơn ba. Vĩnh Quảng. Kính ghi và sẻ chia. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe, chia sẻ, để lại bình luận, theo dõi và đăng ký kênh YouTube để động viên Sách Tấn mình ra video tiếp theo nhé. Kính chúc cả nhà luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin hết.